Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhóm Nghệ An vơ vét quyền lực, Hồ Đức Phước kiêm nhận chức mới. Hiện nay, nhóm Lợi ích Nghệ An được xem là mạnh nhất với một ủy viên dự khuyết, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 3 ủy viên Bộ Chính trị. Nói đến tổng số ủy viên Trung ương Đảng thì Nghệ An đứng thứ nhì sau Hà Nội, nhưng ủy viên Bộ Chính trị thì lại đông nhất với 3 người. Thế lực Nghệ An rất đoàn kết. Họ bào chè giúp đỡ lẫn nhau trên con đường quan lộ. Nên bây giờ người Nghệ An giải khắp từ trung ương đến địa phương, và tại trung ương có người lọt vào tứ trụ. Bộ Tài chính là bộ vô cùng quan trọng. Bộ này nắm túi tiền của chính phủ. Từ thời ông Nguyễn Xuân Hùng đến thời Vương Đình Huệ, rồi tới thời Hồ Đức Phước đều là người Nghệ An. Hầu hết nắm Bộ Tài chính sau này đều vào Bộ Tài chính. Và đó là những người Nghệ An. Trong đó có ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Vương Đình Huệ đều vào tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước. Chức vụ là quyền lực, kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ làm tăng thêm quyền lực. Ông Nguyễn Phú Trọng khi kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước do ông Trần Đại Quang để lại, thì lúc đó ông ở đỉnh cao của quyền lực. Việc ông Hồ Đức Phước thêm chức vụ mới cho thấy Bộ Tài chính đang được ông Hồ Đức Phước thao túng. Rất nhiều người muốn ngồi vào chiếc ghế quyền lực trong Bộ Tài chính của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và không thể thiếu người để bố trí. Tại sao phải để một người kiêm nhiệm nhiều chức đến như vậy? Thực trạng trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cho thấy chuyện đấu đá giành quyền chiếm ghế diễn ra rất ác liệt. Mạnh thắng, yếu thua. Cứ anh mạnh thì ôm thật nhiều chức tước, còn kẻ yếu thì không được gì. Việc giành nhiều chức người ta gọi là tham quyền. Việc ôm ghế quyền lực không nhả thì người ta gọi là cố vị. Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng người ta gọi là tham quyền cố vị. Còn như ông Hồ Đức Phước thì người ta gọi là tham quyền. Tuy nhiên hầu hết một khi đã tham quyền thì ắt phải cố vị, vì tất cả điều đó nói lên bản chất cuồng quyền lực của các đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Hồ Đức Phước nắm Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Hồ Đức Phước là Bộ trưởng Bộ Tài chính, nắm chức vụ mới chỉ hơn một tháng. Tuy nhiên giờ đây ông Phước lại được ông Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Được biết vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước được kiêm thêm chức vụ mới. Cùng ngày, ông Chính với cương vị Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, tại quyết định số 676 vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay cho ông Đinh Tiến Dũng đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, quyết định số 769 vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay cho bà Nguyễn Thị Minh là nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nghỉ hưu. Cũng theo quy định hiện hành, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tức là gọi là Hội đồng Quản lý, có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giám sát hoạt động Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thành phần của Hội đồng Quản lý bao gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định. Và dường như dư luận đặt ra Hồ Đức Phước một ẩn số đang lên. Như đã nói, càng kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì càng nhiều quyền lực. Hồ Đức Phước kiêm bao nhiêu chức thì ăn bấy nhiêu đầu lương. Tuy nhiên, lương đối với Hồ Đức Phước là con số hết sức nhỏ nhoi. Quan trọng là bổng lộc do những chức vụ đó mang lại. Bảo hiểm xã hội là quỹ chỉ chi trả tiền lương người về hưu. Từng đóng góp bảo hiểm, phần tiền lương này nhỏ hơn tiền lời sinh ra từ những gì mà người lao động đã đóng góp. Ở tại các nước văn minh, người về hưu được nhà nước cấp thêm tiền trợ cấp, còn khi khó khăn, còn quỹ hưu trí cả khoản tiền họ đóng góp thì họ nhận lại cả vốn lẫn lời với một khoản tiền rất lớn. Ở Việt Nam, ai nắm bảo hiểm xã hội
thì người đó có cơ hội bòn rút rất lớn vì họ không phát hết cho người về hưu. Ngoài việc kiêm hai chức là Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Hồ Đức Phước còn kiêm luôn chức thứ ba là Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389. Tuy làm chức trưởng Ban Chỉ đạo 389 nhưng ông Phước vẫn để hàng nhái và hàng lậu tràn lan mà không có cách nào kiểm soát nổi. Một con người có khả năng và tham vọng không gần gũi với nhau, nhưng lòng tham đối với quyền lực của họ là vô hạn. Đây là hình ảnh được sự dẫn dắt của Vương Đình Huệ, Hồ Đức Phước chiếm cứ Bộ Tài chính và kiêm nhiều chức vụ khác. Quỹ bảo hiểm xã hội từ nhiều năm nay nó như là mỏ vàng cho lắm kẻ bòn rút. Trả cho dân thì không bao nhiêu, nhưng quỹ này cứ vơi đi. Hiện nay có một số ý kiến cho rằng quỹ bảo hiểm xã hội đã bị vỡ, nhưng chính quyền đang giấu. Người dân hiện nay tất toán một lần, nhưng bảo hiểm xã hội đã đưa ra quy định không cho nhận một lần. Quy định này nhằm mục đích giấu những ung nhọt bên trong, không biết đến khi nào nó sẽ bị bùng ra. Ông Hồ Đức Phước hiện nay là người cùng quê với ông Vương Đình Huệ. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Hùng cũng dìu dắt Vương Đình Huệ thế nào, thì nay ông Vương Đình Huệ cũng dìu dắt Hồ Đức Phước như vậy. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Hùng ngồi trước ghế Chủ tịch Quốc hội thì ông bị bơ vơ. Tuy nhiên hiện nay, ông Vương Đình Huệ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội lại là người cùng phe với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với nhóm lợi ích chính trị từ Nghệ An, ông Vương Đình Huệ đang là người dẫn đầu nhóm. Nếu ông Huệ thuận lợi, thì ông Hồ Đức Phước có tương lai sáng lạn tiếp theo. Không biết sau 5 năm thế lực của Nghệ An như thế nào. Tuy nhiên hiện nay thì khó có thế lực địa phương nào địch được thế lực Nghệ An. Ông Hồ Đức Phước kiêm nhiệm 3 chức rất có lợi. Ông ta có thể sẽ nhả ra một số người nào đó thuộc phe Nghệ An mà từ đó bên dưới cơ cấu vào. Giống như ông Phước dành chỗ trước cho Đồng Hương là vậy. Cách làm này của nhóm Nghệ An quả rất lợi hại. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh nghèo, chủ yếu ăn bám ngân sách trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đóng góp đến 20% ngân sách trung ương, nhưng cuối cùng thành phố này đã bị hắt hụt. Thành phố luôn nhận được số ngân sách trở lại rất ít và người thành phố không làm chức lớn. Những vị trí lãnh đạo thành phố đều được trung ương điều từ nơi khác đến. Và ông Hồ Đức Phước là ai, câu hỏi được đặt ra. Hồ Đức Phước 58 tuổi, một tiến sĩ kinh tế quê tại Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông hiện cư trú tại số nhà 30 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và trước đây là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Kiểm toán Nhà nước. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước thời còn là Bí thư tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Đức Phước từng là Bí thư tỉnh ủy Nghệ An từ 12 tháng 3 năm 2013 cho đến 16 tháng 4 năm 2016. Và ông Hồ Đức Phước được ông Vương Đình Huệ nâng đỡ và giới thiệu ra trung ương. Khi đó, Vương Đình Huệ có nhờ Đinh Tiến Dũng tiến cử Hồ Đức Phước vào chức Tổng Kiểm toán Nhà nước và được Bộ Chính trị đồng ý. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, theo thủ tục Quốc hội Bù Nhìn bỏ phiếu bầu ông Hồ Đức Phước giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Và cũng theo lộ trình được ông Vương Đình Huệ dọn sẵn, cứ Đinh Tiến Dũng rút đi là giới thiệu Hồ Đức Phước chám vào. Và nhờ đó mà ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông Hồ Đức Phước được nắm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính đầy quyền lực trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Và việc nắm Bộ Tài chính rồi vơ thêm hai chức vụ nữa về cho mình đã đủ thấy Hồ Đức Phước hiện nay không hẳn là một người cậy nhờ người khác, mà ông ta còn biết đấu đá rất thiện chiến để giành nhiều chức tước về cho mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6, ngày 28 tháng 5 năm 2021 với bản tin Nhóm Nghệ An vơ vét quyền lực, Hồ Đức Phước kiêm nhiệm chức vụ mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.